Chiều tối ngày 17 tháng 9, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết khoảng 60 người Việt Nam bị lừa làm việc trong một sòng bạc ở tỉnh Svay Rieng, Campuchia, đã lợi dụng cơn mưa lớn tháo chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài. Nhiều người bỏ giày dép chạy chân không, họ bị ngã, phải dìu dắt nhau chạy thoát thân. Tuy nhiên chỉ có 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu, 4 người còn lại bị bắt giữ. Hiện 56 người đang được tập trung ở đồn cửa khẩu Pavet, Campuchia để chờ các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Campuchia thực hiện các thủ tục liên quan. Trước đó, từ vụ việc 40 lao động Việt Nam chạy thoát khỏi sòng bạc Rigwer, giáp biên giới với tỉnh An Giang về nước, chính phủ Campuchia đã tiến hành các chiến dịch truy quét việc giam giữ lao động nước ngoài trái pháp luật của nước này.